nhã cô chú. Đem ăn cơm. Đúng rồi. Em ăn cơm. Ăn miếng đi. Ăn cơm. Hai đứa ăn cái bản cầu đó các bạn. Xin chào các bạn nha. Dâu và nít xấu rồi, không ai ngọt. Con cầm cái chén là nhã hộp, với nhã hộp giống chị coi. Nhã hộp, nhã hộp coi. Dạ cầm chén rồi. Dạ mặt. Mẹ làm cho, mẹ làm cho tay dơ đó, lau tay đi. Mẹ đút cho con không được lấy đâu. Ăn hộp phải cẩn thận, nhã hộp cho cô xíu chú xem đi. Con biết nhã hộp không? And I can't, I don't know if you fucking can. Kind of ice. Làm cho, để mẹ làm cho. Hey, không được cắn con, cái này mãng cầu. Mãng cầu này không biết giống gì mà cái vỏ nó đặc biệt lắm. Mà nó ăn thì nó không có ngon. Nó không có ngon như là mãng cầu. Mẹ muốn đi phơi. Cái gì con? Nè, ăn đi hồi mẹ lụm cho. Con nhai nha, nhã hộp nha. Nó không có ngon như mãng cầu của mình. Một, nhìn nè bạn. Một trái thì khoảng 40 ngàn nha các bạn. Nó giống với bình bán hơn. Mẹ muốn đi phơi. Mẹ lúc cho mẹ lụm cho. Bụng lại ho mà ho sao? Mẹ dạy ho quay chỗ nào? Bụm miệng lại, đúng rồi. Đúng rồi, xô. Cho em đi, cho em tới con. Em đi cho em ăn đi, em bây giờ em ít ăn hết nè. Đi ăn đi con. Nhìn cả nhìn camera kìa. Đi ngồi ăn nè con. Nhìn không? Ăn đi con này. Nhã hộp đi nè, cầm cái chén nhã hộp đi. Cầm cái chén lên nhã hộp nha. Ngon không con? Ngon không con? Ngọt hay chua? Nói cô chú nghe coi. Ngọt. Ngọt hả con? Mình mua cái này ngon. Trái này ngon hả? Dạ. Trái này trái gì nó làm mẹ nghe coi mẹ dạy. Trái này trái gì? Trái me. Trái mãng cầu. Chú mãng cầu. Trái mãng cầu. Nó tưởng cái hộp là cái me đó các bạn. Trái mãng cầu, quả mãng cầu nha con. Ở ngoài miền Bắc á, miền Việt Nam tôi gọi là quả na nha. Quả na hay là gọi quả mãng cầu. Bia tên đi. Bỏ đi cái đó, bỏ đi ăn đi nè. Bỏ đi nha, mẹ về mày bỏ cho. Ăn ốc. Lia ăn biết bỏ hộp nè các bạn. Con ăn bỏ hộp đi Timo. Hộp của con đâu, bao nhiêu hộp rồi? Ăn con hộp có nhã không? Nè cái này không có hộp cho con này nha. Đi mua ho mẹ cũng sợ lắm. Mẹ không cho dám cho đi mua ăn nhiều. Đâu ăn mẹ. Mẹ đút cho, mẹ đút cho con nha. Ta cầm hộp. Có hộp đi ăn nhã thử hộp qua con ăn được con biết con giỏi hơn em. Ăn hộp. Ăn hộp con phải cẩn thận nha. Nếu mà ho thì phun ra liền cho mẹ nha. Ho ăn hộp nguy hiểm lắm. Thôi không có ho. Cầm chén lên bỏ vô cho mẹ. Dạ cầm chén rồi. Giỏi quá, Lia giỏi quá. Lia biết ăn rồi ta. Con ở nhà với ba mẹ con có vui không? Con đi học. Không đi học vui không? Dạ cầm chén rồi. Dạ cầm mấy rồi hả? Mẹ thấy chưa? Bây giờ hôm nay của mình gần 8 giờ tối rồi các bạn. Mà các bé nó bữa nay ngủ trễ nữa ở nhà đó. Mình cho ngủ trễ lắm tại vì bé nó cho nó đi chợ nó chơi. Bé các bé nhà mình thì hạn chế xem tivi lắm. Fear. Fear, yeah, super. Một cái. Hai hộp hả? Là thử hai hộp nhã. Nhã hai hộp nha. Nhã là phải kêu cho mẹ coi hai hộp nha, không có nuốt hộp nha. Cái ớt. Con nuốt hộp là cái bụng con sẽ đau á. Nè, con nhã cầm này nhã cho cô chú xem đi. Mấy mẹ con làm chuyện tào lao nè. Chị mà vui. Cái hộp mẹ tay. Cái hộp, nói đi cái hộp. Cái sao mình tập gì nè. Cái hộp. Cho tụi nó chơi, nó không có xem tivi được. Ở nhà nó ghiền tivi là không có tốt sau này á. Tụi mình hạn chế lắm, không cho xem tivi, không cho xem iPad. Nhả đi con. Timo à, con ngoan như vậy mẹ không thích đâu. Timo nghịch vậy là mẹ không quay phim cho Timo nữa đâu. Timo không có hạt này nha, Timo ăn đi. Dạ mẹ. Dạ mẹ. Dạ. Ba ba. Sao thân kèm. iPhone trúc không mấy ba ba. Cassie. iPhone trúc. Ông xã mình ngồi kế bên, ông xã mình đang coi bóng bàn. Ta chịu quá rồi. Coi bóng bàn. Coi bóng bàn mà không có mở tiếng. Phơi trước chắc xì. Đắng cơ sườn. Giấy để cho lót nè, để đây nha con. Dạo xíu. Đây,
Ai số phơi anh nói chết gì? Con nói với ba ơi cho con miếng giấy nói đi. Lót miếng bàn đi con. Ăn hết một quả rồi, bây giờ mình ăn quả thứ hai nha cô chú. Quả thứ hai nè. Không có quả mận cầu của mình, ăn quả này nó đỡ thèm. Chứ thực tế nó không có ngon như mình đâu. Nói lại quả này cho mẹ nghe, quả gì? Mãng cầu. Mãng cầu. Hay còn gọi là quả na. Mãng cầu ra phía. Hay là quả na. Cho em ăn đi. Con nhả hộp cho mẹ coi. Bây giờ nè, hai đứa con giờ nói với chúc cô chú ngủ ngon đi. Mẹ tắt máy nè. Ăn xong đi mình chúc cô chú ngủ ngon nha. Rồi cô Timo nói chúc cô chú ngủ ngon coi. Cô chú ngủ rồi. Cô chú ngủ ngon rồi, sleep hình á. Con nói đi. Con nói cô chú tao ngủ ngon đi. Cô ngủ luôn. Chúc cô chú ngủ ngon. Cô chú ngủ luôn. Ăn. Ăn nữa. Bye bye đi. Con tiếp tục. Bye bye. Bye bye Timo. Bye bye đi con. Bye cô chú kìa. Em và thằng King. Bye bye các bạn nha.